Vâng, em xin chào các anh nha. Đấy. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một cái con loa cũng rất là khủng, con Kyo nhá. Này. Con này là dòng One X7 này. Đấy. Con này các bác nhìn là xem cho em này. Nội thất của loa cực kỳ khủng luôn. Đấy. Các anh nhìn thấy không? Đấy. Loa bát từ rất là lớn nhá. Đấy. Đấy. Cái từ này gần như là nó bao phủ gần như là bằng luôn cả đường kính loa bát luôn, các anh nhìn thấy không? Rất là khủng. Đấy. Rất là khủng luôn nhá. Sắc xi 7 màu có thứ rất đẹp, xương sắc xi 7 màu này, ở ngoài được bọc sắc xi 7 màu để chống nhiễu cho và chống lịch từ cho từ bên trong này, kinh khủng luôn nha. Đấy. Này bỏ thùng các thứ này rất là dày dặn nhá, rất là dày dặn luôn. Đấy, này chép đây, đây nhìn này, chép này, chép từ kép luôn nhá, mà to. Đấy. To hơn rất nhiều so với cả các cái loại mà chép từ kép khác nha. Bọn khác cũng có những con từ kép nhưng mà nếu mà để mà từ to như này thì gần như là rất ít, rất hiếm nha. Chủ yếu là chỉ có ở những cái dòng Onkyo đời X7 mà những cái đời, nói chung là đời Onkyo này nó mới có, vì đây là những cái dòng mà hàng nó làm theo phân khúc cao cấp luôn này. Cao cấp luôn, còn mini ví dụ như bọn Sony hay là bọn Pioneer hay là bọn 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 Kenwood thì trong cái tầm giá khoảng 2 triệu thì nó chỉ là dàn cỏ thôi. Còn cái bọn này này, trong tầm 2 triệu bọn này khủng hơn rất nhiều này. Khủng thật sự luôn, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Chép đom móng lụa này, các bạn thấy không? Đằng đẹp luôn nhá. Đấy. Tất cả các cái loa này về là nó đều còn nguyên zin các bác nhá. Nguyên zin chưa sửa chữa gì nhá. Đấy. Đấy, các bạn nhìn này, hàng đẹp chưa? Đấy nhá. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Mà tiếng của bọn này cũng rất là hay, để nghe nhạc vàng rất nhiều bác là đánh giá là đúng chuẩn châu Âu luôn. Nghe nhạc vàng rất là hay, cái trung âm rất là sáng, bát rất là mềm, nghe đâu không có cảm giác bị mệt như một số các dòng loa khác. Đấy. Nhiều con khác thì có thể là bát nó rất là to, nó rất là to mồm, bát biết nó bánh dầm dầm ra, nhưng mà chỉ nghe được một lúc là mình sẽ cảm thấy mệt, bởi vì là cái giải bát của nó bánh thừa nhiều quá, nghe nó chỉ được lúc đầu đã tai thôi. Đấy. Nhưng còn về sau thì nó sẽ về lâu về dài, nghe đâu thì nó lại không được là hay như bọn này. Đấy, nhá. Đây con này con Onkyo X7 này. Bây giờ em sẽ đóng, em sẽ bắt vít vào nhá. Em sẽ quay cho các bác góc cạnh của cái loa xem nó còn đẹp hay không nhá. Đây nhá, đây ngoại hình của loa đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Loa còn rất là ok, đẹp luôn nhá. Đấy, góc cạnh các thứ rất đẹp luôn. Loa này thì công suất cũng rất là cao, đấy 70W chỉ khoảng 6 ohm. Với một con loa mini, Buxer mini như thế này thì đây là đã là một cái kích thước rất thì đã là một cái công suất rất là lớn rồi. Đấy. Đấy. Lớn ngang ngửa một số các cái dòng loa bass 20, 20, 25 rồi. Đấy nhá. Đấy. Các bác thấy không? Con này thiết kế rất là khủng. Đấy. Nhìn cái bass của nó là các bác thấy rồi đúng không? Đấy nhá, kích thước của cái con loa này thì nó có chiều ngang nó khoảng tầm 16 cm này. Đấy, chiều sâu nó khoảng tầm 22 cm, chiều cao khoảng đôi khoảng 27 cm. Đấy. Và cái bát viền của nó khoảng, viền bên ngoài khoảng 13 nha, viền bên trong nó khoảng 11. Đấy. Loa bằng giấy gân cao su nên là tiếng oánh bát nó rất là mềm và nghe nhạc vàng rất là thích hợp luôn. Đấy. Đây. Căng loa đây nhá. Đấy, căng loa đây. Thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hái hùng tiếng hát môi em
bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lính bằng nơ. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, trời lên ý là nên. Để ok nha, thì đôi on QX7 này thì là giá của nó nhá, bình thường là 1.290.000, hôm nay thì em sẽ bán cho các bác duy nhất một đôi này đấy, xả sốc một đôi nhá, 990.000. thì bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 để đặt hàng nhá. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin gặp lại các bác ở những cái video theo của bên em.